Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Để đầu tư được các cái trái phiếu riêng lẻ trị giá hàng tỷ đồng thì anh chị và các bạn phải trở thành một nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp đấy ạ. Thế thì theo luật chứng khoán năm 2019, cụ thể là khoản 16 điều 4 và điều 11 luật chứng khoán năm 2019 thì nhà đầu tư cần có gì ạ? Năng lực tài chính hoặc là có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Nếu mà chúng ta không có năng lực tài chính, chúng ta phải có chứng chỉ đấy. Và nếu mà chúng ta không có chứng chỉ thì chúng ta phải có năng lực tài chính đó. Thì chúng ta sẽ xem hai cái cách để mà chứng minh trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp ở dưới đây đấy. Cách thứ nhất là chứng minh thu nhập, tài sản hoặc là chứng chỉ hành nghề. Các cái hồ sơ mà anh chị và các bạn cần cung cấp này, thứ nhất là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực này. Đấy, chứng chỉ hành nghề chứng khoán này, hoặc là gì, tài liệu chứng minh tài sản hoặc chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch thuộc quyền sở hữu của anh chị tại điểm cung cấp hồ sơ có giá trị là 2 tỷ đồng trở lên, xác nhận của công ty chứng khoán nơi anh chị đăng ký đó, hồ sơ chứng minh thu nhập chịu thuế của năm gần nhất từ 1 tỷ đồng trở lên, một trong hai loại hồ sơ sau: hồ sơ kê khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế đấy, hoặc là tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân có dấu chứng nhận đã nhận hồ sơ của cơ quan thuế, bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến, bảng kê thông tin người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh, chiết khấu, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Nói chung thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Tuy nhiên thì có cái cách là chứng chỉ hành nghề hoặc là tài liệu chứng minh tài sản trên 2 tỷ là dễ nhất. Đấy. Và ở TCBS thì TCBS họ cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn là chứng minh cái quyền sở hữu tài sản chứng khoán này được. Nếu mà anh chị và các bạn chưa có các cái tài sản về cổ phiếu hay trái phiếu đã giao dịch rồi thì anh chị và các bạn có thể bỏ tiền 2 tỷ vào đó và mua một cái trái phiếu chứng nhận hoặc là trái phiếu chứng nhận có giá trị là khoảng 2 tỷ để mà thực hiện chứng minh mình là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Anh chị sẽ trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp trong vòng 24 giờ. Sau 2 ngày thì hệ thống họ sẽ tự bán và khi đó thì tiền sẽ về tài khoản của anh chị. Sau đó sẽ mua các cái trái phiếu mà anh chị mong muốn. Đó. Cách thức đăng ký trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp bằng cái trái phiếu chứng nhận thì ở đây rất là dễ đúng không ạ? Anh chị sẽ mua cái trái phiếu chứng nhận của Tikom Security và sau đó thì anh chị sẽ bán cái trái phiếu chứng nhận này. Đấy, anh chị hãy nạp tiền vào cái tài khoản TCBS và thực hiện mua các cái trái phiếu chứng nhận trị giá là 2 tỷ đồng. Ở TCBS thì họ sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư để tham gia cái chương trình là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đó, và họ sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn là mua các cái trái phiếu chứng nhận. Thế thì tổng cái chi phí mà anh chị và các bạn sẽ phải chi bao gồm là gì? Thuế và phí thu phí giao dịch là khoảng độ là 0,25% đúng không ạ? Nhưng mà anh chị sẽ được TCBS họ hỗ trợ là 0,144% cơ. Đó. Đây là nó cũng khá là hỗ trợ rất là nhiều và tổng cái chi phí đây theo cách tính này. Ví dụ như anh chị mua 20.000 trái phiếu VPland đúng không ạ? Thì anh chị sẽ mất sẽ khoảng với khoản chi phí là 1.730.236 đồng. Tức là tóm lại là anh chị mất 1.730.236 đồng là anh chị có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp tại TCBS. Nó đơn giản như vậy thôi. Còn nhiều các video rất là hay về đầu tư tại TCBS, anh chị hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận các video mới nhất anh chị nha.